Hello, welcome to my channel. Game Play Adventure. Good morning, Sunday. Thì mình sẽ chơi 12 tựa game. Đầu tiên là cái trò Despicable này. Trò này là về một chú gấu. Cái gì? Đơ luôn à? Ủa không phải. Tự nhiên đơ. Mày tắt cái mạng này. Xem nào. Có cái gì không? U đích có cái gì mà dùng luôn? Có một cái set này. Qua cái này. Cái này là mình vẽ set các bạn. Mình sẽ chỉ định đường set nó đến đâu đó thì nó sẽ đến đó. Tôi xong rồi. Chú gấu chúng ta đã lên bảng điểm số rồi. Trò này lúc nào cũng thế mà cứ chơi được một tí là lại cho mấy cái phong bì. Nhanh quá. Lại bốc thăm trúng thưởng tiếp. Xem là được cái gì nào. Ô, chúng ta được rất nhiều cái bom. Mấy cái lựu đạn này. Ok. Cái này mình sử dụng luôn. Mình sẽ giải bom. Kinh chưa? Trò này để giải trí thì nói chung là cũng được. Nhưng mà nó hơi nhanh. Chúng ta vừa mới thả có tí tẹo cái con gấu này lên bảng mất rồi. Ôi hiện là cái này lâu thật đi. Mình xem là có cái gì khác không. À có động đất, có động đất, chúng ta có động đất. Ồ. Mình có thể gọi ra đất đá này. Xem còn cái gì nữa không. À có lốc xoáy không. Lốc xoáy này các bạn nhìn này. Ôi lốc xoáy này cảm giác như kiểu là mình có siêu năng lực ấy nhỉ. Đấy siêu năng lực ấy, điều khiển được thời tiết luôn. Ôi nói chung là trò này sẽ rất là vui nếu một chúng ta sẽ có hai cái iPad ở đây. Mỗi iPad chúng ta sẽ gọi một cái lốc xoáy ra. Ui, cảm giác như thật luôn ấy. Như kiểu mình có siêu năng lực. Ok, đó chính là cái trò này. Mình sang cái trò bật cái mạng lên chơi Flying Zombie. Đây rồi, giao diện của game đây rồi. Có sự kiện, có luôn, vào vẫn có luôn sự kiện hàng ngày này. Mình vào đây mình toàn chơi cái sự kiện chứ mình không chơi mấy cái màn này. Mấy cái chặng trong mấy cái màn kia. Chơi vào mấy cái map khác thì mình rất là ít chơi. Mình chỉ chơi trong cái sự kiện này thôi. Mình chơi đây cũng đủ vui rồi. Vào game phát mình được tặng khoảng một cây bí ngô, hai cây ngô, hai củ ba, hai cây hành, có khả năng là bắn hành. Wow, trời ơi, rất là đông luôn, zombie bắt đầu ra, nhiều như kiến này. Phải làm sao đây, chúng nó đông quá. Ôi mày thật, ui nhiều.
nhiều đồng tiền quá. Nhiều cái lá đậu thần quá. Tìm mãi từ cho cái mà không tìm ra từ. Khả năng là dạo này mấy ông nữa phải đi học thêm một cái lớp trợ cấp tiếng bổ sung tiếng Việt. Thôi, mình có thêm mấy super đậu thần đây. Đấy, mấy cái hạt đậu thần này sức mạnh kinh hồn luôn. Kinh chua, kinh chua. Hết rồi. Ok, mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Mình sẽ sang trò tiếp theo, trò leo đồi. Ồ, đây chính là giao diện của game thôi. Mình chọn một cái map nào đó nó xịn sò. Đây chính là cái map xịn sò nhất mình từng chơi. Chúng ta đạt cấp độ 5 rồi. Chú trò này cũng... cái màn này khá là vui mà đẹp mắt. Mình biết là có một lượng khán giả rất thích cái trò này. Nhiều bạn nhắn tin Facebook mà bảo anh chơi trò này đi. Em thích cái trò này lắm. Nếu anh không chơi thì em sẽ không ăn cơm. À, chết 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 chết. Thế là không được. Đây là để chiều lòng rất nhiều bạn là mình đây mình đã chơi trò này. Đâu chết thôi. Chơi tiếp. Các bạn không nên là bỏ cơm nhé. Nếu mình không chơi tốt nhất không nên bỏ cơm như chưa. Chúng ta phải ăn cơm. Ăn cơm mình có sức thì mà học mà thỉnh thoảng giải trí xem clip chứ. Vâng, sang tuần thì mình tiếp tục là sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi trên trang fanpage. Mọi người có thể vào để đặt câu hỏi. Cùng với đó là yêu cầu mình chơi những cái tựa game nào mới thôi. Nhưng mà mình nói trước là mình không chơi được cái trò bắn súng đâu nha. Ôi trời, hết thế đạn rồi. Ào. Mình sang trò tiếp theo. SpongeBob Frenzy. Ok. Kiểu mấy trò bắn súng này, các kiểu này. Thì nó là ở cái camera, nó ở cái góc nhìn thứ nhất. Nên là nhìn nó trông mình chơi được một tí mình chóng hết cả mặt à. Ôi. Hiện tại thì có rất nhiều game 3D nó có theo cái thể loại là góc nhìn thứ nhất ấy. Nhiều người chơi như một tí rồi là chóng mặt buồn hồn. Ủa? Cái con này là con gì đây? Ủa? Cái con này kiểu gì đây? Tự nhiên mọc cái con này mình chả biết chơi kiểu gì. Tôi chết rồi. Cái màn này thì đơn giản hơn. Màn này mình biết. Đơn giản mà vẫn bị ăn đạp đấy. Rồi tay chậm quá. Wow, kết thúc nhanh vãi trường. Thế nên thì mình sang trò tiếp theo. Đó chính là cái trò Subway Surfer. Đây chính là giao diện của game. Mình sẽ chọn cái cô nàng Carmen này. Let's go. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục là đi ăn một cái bông hoa.
những bông hoa màu hồng ấy để hoàn thành xong cái nhiệm vụ. Chơi khoảng hơn một tuần này mà chưa mở khóa được, chưa hoàn thành được cái nhiệm vụ, thế mới cay. Gọi cái ván trượt này ra cho sành điệu này, cho đúng cái chất của một rikip. Bây giờ mới để ý, những con xe bớt ở trong thành phố này đều được dát bằng vàng các bạn ạ. Đấy, tất cả mấy con xe đang đậu xung quanh chúng ta đang được dát bằng vàng đấy. Chúng tôi ở đây là một cái thành phố rất là giàu, khả năng đây là Dubai. Đúng rồi, có cả cáp treo này, chắc chắn đây là Dubai rồi. Dubai thành phố giàu lắm. Mình nghe nói là sang đấy còn ăn bát bằng vàng cơ, cầm cái xìa cũng bằng vàng cơ, tất cả đều là bằng vàng hết. Ui dồi. Chơi xong nốt mấy trò này phải đi ăn cơm đi. Mình ngồi quay từ sáng rồi, khá là đói. Kia kia kia, một đồng. Rồi, mình ăn được. Ăn được 7 bông hoa rồi này. Có những bông hoa cao quá, ở tít trên cao đã bố ai mà lấy được. Mừng quá, ăn được một cái bình sơn. Bình sơn này sẽ giúp chúng ta tăng cái tốc độ lên và bay lên cao. Không biết có phải cái bình sơn không, nhưng mình đặt tên cho nó là cái bình sơn. Chả biết gọi là cái gì kìa. Ôi trời ơi. Mình đang chơi ở trong một cái map mà ở một cái thị trấn, à một cái thành phố ở một cái nước khác, Dubai. Thế mà người ta còn trăng dây điện quá, nhiều như ở Việt Nam luôn. Mọi người nhìn mà xem, dây điện trăng trăng chịt trên mái đầu này. Mình tưởng là ở bên nước ngoài người ta sẽ chôn xuống đất chứ. Ok, mình đi sang cái trò tiếp theo nhé. Granny Dragon này. Ô, vào game rồi. Trò này không biết chơi kiểu gì đây. Đây là lần đầu tiên mình tải. Ô, đây là bà già. Đây là cái đồ của cụ già này. Bà già này. Ô, thế này thôi à. Ô, thế này thôi. Chúng ta sẽ điều khiển cụ già. Cái đồ của cụ già đi lăng quăng này thôi. Con bot à, có con bot. Mon tết. Đây mấy con bot nữa. Tưởng cái gì, mấy con bot này đơn giản. Victory rồi. Yes. Khiếp. Trò gì mà chơi dễ thế này. Đến một cái màn tiếp theo. Đây là what, cái gì vậy? Ui nhìn này, ui đừng để bà già tức cái của gọi ra cái hàng nghìn con dao quanh người luôn. Trò này chơi được ấy, chung cái độ giải trí là cũng được. Ok,
Ok. Quái vật xuất hiện rồi. Ô, có mấy con rơi rồi. Quá đơn giản các bạn ạ. Không ngờ trò này nó dễ như thế. Ô đây, cái màn cuối này, mày Quỳnh này, mình cố gắng chơi đến màn này rồi mình sẽ kết thúc. Let's go. Nút cái màn này làm đến một cái màn nó nhìn trông nó hổ báo lắm. Ôi trời ơi. Kiếp 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 kiếp, mấy con nhện này đổi máu kinh thế. Ủa cái chiêu này như kiểu là cái chiêu vô danh kiếm pháp. Rồi cái phim ngày xưa, phim phong vân ấy. Đó, không vô. Có cái chiêu vạn kiếm quy tông, hàng nghìn cái lưỡi dao nó bay quanh người này. Wow, đây chính là cái con quái vật này. Sai luôn. Ui, sống lại rồi. Mình vừa phải nhờ cái sự trợ giúp của người thân xong mới sống lại được. Ui, vướng. Đây còn boss cuối cùng này. Chắc đây còn boss cuối cùng. Vào đi. Let's go. Tèn tèn. Mình chơi nước cái màn này xem là có gì đặc biệt không. Ui, mấy con lợn này, mấy con chuột này, máu trâu vãi trưởng luôn. Ui. Máu trâu thế. Và toàn 60 máu các kiểu luôn. Ôi, không được trống đâu. Về đó chính là cái trò Granny Legend. Mình sang cái trò khác. Miracular Lady. Đây rồi, chính là giao diện của game. Mình sẽ đến với cái màn 22. Chọn cô nàng này, cô nàng thỏ này. Khởi đầu là ở trong cái phòng phòng học. Cô nàng này hôm nay có mặc một cái trang phục khác. Khác với mọi khi cơ. Trông rất là sành điệu. Đúng là học sinh ở nước ngoài khác nhỉ. Trông sành điệu hơn. Úi, tự nhiên kiếm ở đâu cái phòng bảo hộ người tự nhiên phát sáng. Cô nàng này là thích ăn cà rốt các bạn ạ. Mình chỉ cần ăn cà rốt thôi là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chứ đừng ăn những cái linh tinh. Ý, ăn cà rốt này là hoàn thành nhiệm vụ đấy. Vừa ăn xong khoảng 4-5 trái là 4-5 con củ cà rốt có thể biến hình luôn. Ê, ăn một củ cà rốt nữa mình sẽ chiến thắng. Đó. Mình hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Mình sẽ sang trò tiếp theo. Chả biết chơi trò gì bây giờ. Mình bắt đầu sang cái trò Friday xem này. Đây là đầu tiên mình chơi. Ok, đây chính là giao diện của game. Chả biết chơi kiểu gì. Tắt vào cái mạng đi. Continue. 12 giờ đêm. Ui. Hơi tối. Hơi tối, trò này hơi tối. Làm sao cho sáng gì? Rồi. Ôi chuẩn. Trò này không không di chuyển được.
chỗ này đích di chuyển được luôn. Mình ngồi đây check camera rồi. Ôi. Chả được cái trò này. Trò này ở đây có một cái cam, có một cái cam nó bị khóa ăn không mở được. Mình đang check cam. Ở đây có những cái con rối này. Ồ, đây có những con rối này. Xem mình có đánh thức. Ủa, đánh đâu đánh thức được. Chả hiểu cho này chơi kiểu gì luôn ấy. À đây mình có xoay camera nhưng mà chỉ xoay được một tí. Chúng ta đóng cửa. Bật đèn này. Nghe vậy hơi rùng rợn nhỉ. Dùng rợn này tốt nhất là đóng mẹ cửa. Check cam xem là có cái gì không. Ôi ở đây vẫn bình thường nhưng chưa có cái sự kiện gì xảy ra cả. Mình không hiểu trò này chơi kiểu gì đâu. Nhưng mà thấy cái dòng đây nó chạy là 37-38% thì chắc là còn từng ý thời gian thôi. Đúng không? Đây cũng bình thường này. Chắc đây là vừa tổ chức sinh nhật xong sao ấy. Có mấy cái mũ này. Mấy cái mũ sinh nhật sinh nhất này. Cam 7 á. Cam 7 đây chắc là quán karaoke. Cam 6 vẫn bị đít. Không xem được. Cam 4 này. Cam 4 vẫn bình thường này. Phòng này vẫn bình thường này. Phòng này cũng thế. Chỉ tội là rác hơi bị bừa bộn một tí. Mà chưa biết chuyện gì xảy ra. Ô chúng ta còn 16-17%. Mình sẽ chờ đợi xem là có cái gì đặc biệt không. Hoặc là một chuẩn bị cái tiêm tâm lý một tí. Nếu có cái con ma hay con gì nó ùa ra. Mình còn chuẩn bị được. Chuẩn bị được còn 9 9 8 87%. Ôi kinh hồn. Ôi. Không biết là có ma hay có gì này. Nhưng trò chưa chơi này mình sợ ấy. Ôi. 1%. Hết rồi. What? Cái gì vậy? Tôi thế. Có ai bật cho cái đèn không? Tôi cách trưởng. Ôi, tắt luôn rồi. Kinh dị, cho này chả hiểu. Đâu rồi? Người lạc về đâu? Wow, quái trường. Cái gì đấy? Nó chôn mình à? Ôi. Hết rồi. Mình sang trò tiếp theo. Mũ tổ. Mình sang trò Kikibidi một tí. Chơi trò nãy. Khiếp quá. Tự nhiên trò chơi chả được di chuyển gì cả. Cứ đứng một chỗ xong rồi chết mấy cái cam. Thì nó cuối cùng là có một con ma, con gấu đâu nó ra nó dọa.
hút vai trưởng nha. Chung là mấy cái trò về dọa ma dọa miếc như mình ít khi chơi. Các bạn này yếu tim không chơi được, chơi mấy trò sợ vãi chưởng. Tí như mình còn thêm cái trò bà già Granny nữa. Ui dồi ôi, không biết là thế nào đây. Rồi ok. Chung đang chơi mấy trò này, sợ thật đấy. Đây là chính là búa của Thor. Ôi, đó chính là trò Kick Your Body. Mình sẽ sang cái trò Angry Grand Rushing. Tắt nhạc đi, let's go. Tắt một cái mood nhạc nữa. Mình trong vai của một bà già. Tăng cái bình xăng lên. Một bà già cưỡi con xe này đi. Mục tiêu là 600 m. Ôi dồi ôi, mục tiêu 600 m mà mình đã đi được có 300. Trò này cũng là phải bỏ tiền ra mua thêm một số con xe mới đi nó mới xịn trò được. Tên này ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tên này ta tí nữa còn trò Granny mà bà già mà ma quỷ gì nó. Ôi dồi ôi, sợ quá chưởng. Tí nữa mình chơi tiếp xem là thế nào. Chung là yếu tim nó khổ thế chứ. Thế mà xem trên YouTube thấy nhiều bác chơi lắm. What, chứ không còn thấy những vụ mình sang ngay cái trò ấy bây giờ. Đây, bà già Granny này. Úi trời ơi. Đây rồi. Vào đi. Xem chơi chọn chế độ nào. Chế độ này đi. À, chế độ này. Đồ họa cao. Let's go. Mình sẽ chơi chế độ mà bà già không có nhà. Đây một này. Let's go. Chế độ bà già có nhà, bà già có nhà tí nữa. Bà già hù sữa. Mình bật cái đèn lên rồi. Ok. Bắt đầu phải tập chơi nữa chứ. Không thì chơi ngay được. Chui xuống gầm bàn à? Chui kiểu gì? Tối thế, trời tối thế. Ồ, chui xuống gầm bàn, ồ, được rồi. Đứng dậy. Wow. Hôm trước mình chơi ở đây thì tự nhiên có bà già đâu, bà già mà ngủ hút mất vía. Mở cửa. Bắt. Túi nhựa mộ này. Có gì không? Ui. Trốn trong này. Rồi. What, vãi, ui đau, vãi trưởng ra. Mình bị ngã rồi.
gãy chân rồi. Sang day 2 à? Ngày thứ hai đây. Lâu đấy. Ok, đây chính là ngày thứ hai. Mở cửa ra xem nào. Ui, tối thật đấy. Chúng ta đây là cái trò chơi mà ở cái góc độ cái cam góc nhìn duy nhất. Nhiều người chơi không quen tí ra buồn nôn luôn. Xem có cái gì đây không. Nhiều người là cũng bị cái hội chứng này rồi. Nó kiểu như là bị hội chứng say tàu xe ấy. Hello. Hello, where are you? Hiện tại thì bà già còn không có nhà đâu. Chúng ta yên tâm. Mình đang chơi thử thôi. Chứ mình chơi thật thì mình cũng sợ lắm. Đây là cái màn dễ nhất đấy. Ô, đi lòng vòng lại về chỗ trốn cũ này. Này, mở cửa. À, đấy có cái gì này? Có quyển sách à? Book mà. Đọc luôn. Công nhận nhiều ông chơi cái trò này cũng nể thật. Mình sợ phải... Ôi, lòng và lòng vòng. Lòng và lòng vòng. Vẫn đi qua chỗ này. Không có lối thoát à? Đấy, có lối đi ra cơ. Ném mẹ ở đây chứ nào. Thôi ngồi tạm đánh được. À, ủa, chơi một tí một nôn phải ngừng ngay. Thôi. Mình sang trò tiếp theo nữa. Đó chính là trò Super Mario. Đây chính là giao diện game của tòa bát trưởng. Giao diện của game đây rồi. Do là mình chơi một tí cái trò bà già Granny vừa nãy. Mình bắt đầu có cảm giác là chóng mặt nên mình phải out ngay. Không chơi được nữa thêm nữa. Bởi vì nếu mà chơi tiếp chắc chắn là chơi tiếp khoảng hơn một phút nữa là tí nữa cảm giác mình sẽ bị cảm giác buồn nôn ngay. Đó là một triệu chứng của cả cái bệnh rồi. Ô, tuyệt vời, quả này phá đảo rồi. Nếu mà bạn nào muốn chơi mà không bị buồn nôn thì chắc phải chơi thật nhiều. Ôi, không vượt qua kìa. Ui, tiếc rồi. Ôi, bỏ qua một đồng rồi. Được ngồi lên bờ rồi này. Tí nữa tàn. Rồi đó chính là 12 trò chơi ngày hôm nay của mình. Goodbye. See you again.